Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Tiểu sử người nổi tiếng và sau đây là tiểu sử những vai diễn ấn tượng để đời của cô dâu 8 tuổi. Ngồi vai diễn Anady trong bộ phim truyền hình ăn cách Cô dâu 8 tuổi được hàng triệu khán giả khắp châu Á yêu mến, nữ diễn viên Rayusa Benesi còn được biết đến với nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim với những vai diễn để lại nhiều ấn tượng. Anady Cô dâu 8 tuổi. Rayusa lần đầu chạm ngõ điện ảnh qua bộ phim Cô dâu 8 tuổi, Balika Fenhu trong vai diễn người phụ nữ đầy nghị lực và mạnh mẽ Anady, nạn nhân của hủ tục tảo hôn vẫn còn phổ biến ở những miền quê nghèo ở Ấn Độ. Nhờ vai diễn này, tên tuổi của nữ diễn viên 25 tuổi trở thành ngôi sao nổi tiếng không chỉ ở Ấn Độ mà ở nhiều quốc gia châu Á. Diễn xuất tinh tế và sinh động của Rayusa giúp cô nhận được tình yêu mến của khán giả. Cô được người hâm mộ trìu mến gọi là Anady 2. Sau 3 năm đồng hành của đoàn phim, Rayusa quyết định chia tay đoàn phim để chăm sóc cho mẹ cô khi đó đang bị bệnh. Bisbon 7. Ngay sau khi bộ phim Cô dâu 8 tuổi, Rayusa bắt đầu tham gia chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng khắp Ấn Độ mang tên là Bisbon 7 năm 2013, trở thành người chơi tạo sự chú ý nhất sau hào quang của bộ phim ăn cách. Trong suốt cuộc thi này, người hâm mộ lần đầu được thấy thần tượng của mình một cách gần gũi và thân thiện hơn cả. Mặc dù nữ diễn viên bị loại sau 63 ngày tham gia, nhưng cô đã để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả. Samurai Simanka. Đây là bộ phim yêu thích của đông đảo khán giả Ấn Độ. Theo đó, vai diễn Mohini của Rayusa thực sự đã gây bất ngờ cho người hâm mộ của nữ diễn viên. Vai diễn phản diện và có phần tiêu cực nhưng nhận được sự yêu mến và thích thú của fan. Halas Digala Zat 5. Rayusa Benesi không những là một nữ diễn viên tài năng, cô còn là một nữ vũ công chuyên nghiệp khi tham gia chương trình bước nhảy hoàng vũ phiên bản. Trong chương trình này, nữ diễn viên chính ít trình diện những bước nhảy uyển chuyển, sống động và một lần nữa giúp cô chiếm được tình cảm của khán giả truyền hình. Được biết, ngay từ nhỏ Rayusa theo học múa, yếu tố này trở thành bước đệm giúp cô biến hóa những vũ điệu có mê lực trong chương trình trên. Hôm Hai Na. Trong bộ phim, Rayusa vào vai Sagantrika Mishra, một cô dâu trẻ xinh đẹp người Bagali, đem lòng yêu anh chàng điển trai Banara Kabuti. Mặc dù bộ phim kết thúc khá sớm nhưng diễn xuất của Rayusa tiếp tục khiến các fan thích thú và yêu mến. Và trong chương trình Sức mạnh lứa đôi, trong năm 2015, Rayusa Benesi tham gia một chương trình truyền hình thực tế dành cho các cặp đôi ngôi sao Bollywood mang tên là Sức mạnh lứa đôi. Bên cạnh người bạn trai hiện tại của cô là Rahul Rasin, trong chương trình này người hâm mộ có dịp được nghe cặp đôi kể về cuộc tình lãng mạn của họ. Đáng tiếc đó cũng chính là chương trình cuối cùng của nữ diễn viên tài năng bạc mệnh. Thông tin của kênh Tiểu sử người nổi tiếng gửi cho các bạn đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.